Shop nhao.vn Clickbank giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào mọi người nhá. Nghe nói các bạn thích mình làm clip về vị tướng Toro. Ôi trời ơi, với 100% vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi. Đấy, các bạn đã yêu thích con nào thì mình xào luôn em nó cho gọi là nó sướng luôn các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Toro nha. Lấy luôn cái trang phục gọi là thử các bạn ạ, đặc cảnh INBD à, có nghĩa là cái gì nhỉ, cái gì BD đấy, mình cũng chả hiểu nữa cơ. Rồi, ui dồi, bạn Crazy kìa, hiếp nó đi anh. Ui dồi ơi, anh buôn đá, hiếp nó đi anh. Sởi anh áo, hiếp nó đi anh. Sởi quá, là nhờ anh luôn. Ở đây là nhiều anh lắm nha. Ở đây có anh buôn đá này, rồi anh ngảo này. Quá trời yêu luôn, ý luôn. Quá trời anh luôn, làm gì mà căng thế. Đố ta không đố nàng. Ui dồi ơi, đợt này thì Natalia tem bạn chết rồi nhá. Chết chắc rồi, sống làm sao được. Bây giờ là có độ ta không độ nàng đúng không? Bây giờ có độ anh không? Không độ là anh quánh cho quéo con cua luôn ấy. Trận này có vẻ căng các bạn ạ. Hiện tại thì cái đích của mình đang ở tinh anh 1 nha. Chuẩn bị có trận cuối lên tinh anh cao thủ ở đây. Đấy, ghê chưa, ghê chưa. Khoe thế cho các bạn biết thôi chứ. Có khi trận này thua, trận nữa thua, thua, thua. Hồi rớt xuống tinh anh 5 cũng lên. Ai biết đâu được. Chuyện đời nó khó đoán các bạn ạ. Không thể nào nói trước được điều gì hết trơn ấy. Nhưng mà tới với trận đấu ngày hôm nay thì mình cứ là vào con Toro mình xào, mình nấu, mình đấm, mình đá, phang các thứ kiểu đi ha. Lệnh bài phong thần mà phang thôi các bạn ơi. Con này là cứ lệnh bài phong thần mà phang thôi. Bayna support à? Chả sợ đâu các bạn ạ. Không sợ, Toro là không ngán con Bayna. Cái nội tại của con tướng này không thể làm choáng mà. Úi giời ơi, bạn ấy cứ bật chiêu cuối là mình dã thẳng mặt chiêu cuối luôn. Hết hồn chưa? Hai đứa nam nữ chúng ta đang chơi ú quà nha. Đề nghị mấy bạn Natalia làm gì thì làm nha, đừng có chạy ra đây, khu vực này là khu vực cấm. Các bạn hiểu không? Trời, hai đứa một nam một nữ đang hú hòa các thứ kiểu có đà điểu. Mùa xanh các bạn nó này không ăn à, ăn bù đỏ trước à, căng nhờ. Y như mình nói các bạn ạ. Dừng các bạn kìa. Hello man, sâu cơ à. Bạn dâu cơ là bạn chơi rất là cục xúc nha các bạn. Các bạn biết cục xúc như thế nào không? Trời, nó bắn một cái, nó bật chiêu cuối, nó dã thẳng mặt, nó phang luôn. Trước đây mình có làm những clip về vị tướng tua Roker rất là mạnh mẽ luôn các bạn ạ. Úi giời ơi, yeah, nha. À đây, Van Heo theo mình đâu rồi? Nãy thì cứ gọi là lấy Van Heo như đúng rồi ấy. Bây giờ bị tem nó hành cho sắp mặt chạy trốn luôn rồi à? Ôi, bắn đầu thế? Làm gì căng vậy? Tao yêu mày hả? À đủ. Yêu nhau lắm chứ đánh cắn nhau đau chứ làm cái gì, đúng không? Yêu nhau chứ lắm vào thì cắn nhau đau chứ làm gì. Nó cứ buồn luôn rồi mọi người. Láo thật đấy chứ nhờ. Vớ vào vớ vẩn. Ủa, tính KS cái con quái nhỏ thôi mà nó chừng trị nó sơi luôn đấy. Dâu cơ tem bạn nó cứ thế. Ui giời, lại thích băng trụ à. Người ta gọi là nước sông không phạm nước giếng đi. Mẹ thân ai người ấy lo việc ai người ấy làm đi. Làm gì thì làm, ăn rồng thì ăn thoải mái đi. Cứ ép lan người ta quá đáng à. Người ta máu lên thì nó đéo cho ăn rồng bây giờ đây này. Đó, ái ra ái à, xịt hụt hết rồi nha. Hãy xem bác cấp rồng, hãy xem đây. Yahoo nè, đậu xanh không cấp được rồng các bạn ạ. Cấp cứu cho anh em rồi đấy, bây giờ mình hết rồi. Máu hết rồi, không còn gì mà đấu đá nữa rồi. Ui, tạm bạn đông quá. Đông như thế này mình hút một cái thì có khi lại ngon. Úi giời, em biết lỗi rồi anh ơi. Em mới chỉ dạy em nhìn ngó một cái thôi. Úi giời ơi, Crazy loài mồm. Hiếp nó đi ăn, ăn nào. Hiếp nó đi ăn. Không, anh ăn chay niệm vật mà. Tự dưng kêu anh đi hiếp người ta kỳ cục quá trời luôn. Người ta lại bảo anh là cái thứ biến thái, dâm dê, dê sồm, ngức tước kiểu làm sao. Đừng có làm thế nha, Crazy. Hôm sau đặt cái tên. Úi giời, ghê vậy. Crazy tem mình nó bá đạo vãi lều các bạn ạ. Wow, căng nhờ. Thôi đi về được rồi, Violet nó giữ trụ như vậy là hơi lâu rồi đấy. Về đi, người ta gọi là về đi đây, về quê đi, cấy đi, cày nhá. Cày thoải mái đi, 2-0 luôn rồi kìa. Ue, liều hơi xanh nha. Cá tem bạn cũng máu đấy. Rồi, mình muốn làm clip Toro cho tất cả các bạn xem. Cũng như là hy vọng các bạn sẽ đăng ký kênh, nhấn like để ủng hộ mình nha. Eo ơi, không hiểu sao mấy ngày nay lượt đăng ký kênh của mình không được 1.000 người các bạn ạ. Trời, mình buồn rơi nước mắt, cháy nước mũi. Trước thì mình có mục tiêu lọt vào top 100 kênh YouTube lớn nhất Việt Nam. Nhưng mà đậu xanh nhà nó mình cố gắng bao nhiêu, người đăng ký của mình lại chả đăng ký. Bây giờ nó tụt xuống 120. Chán vãi các bạn ạ. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình với. Ấn đăng ký kênh giúp mình với. Làm gì đâu mà căng.
Ui, bạn có chữ cuối, đừng có tưởng mình không có chữ cuối. Lên chơi, bảo cây AD hết ý mà. Nó lại còn xoay tay trong mưa à, cứu tớ ở đây. Cứu tớ. Thôi thôi đi về, mình nói chơi thôi mà. Mình chỉ nói chơi thôi mà. Thôi đi về đi, rồi cờ đi xin nó lại hấp diêm một cái rồi. Hai mạng rồi, vẽ, cố lên. Ủa hay quá. Trời ơi, double kill dành cho cờ đi xin như vậy là 4-0 luôn à. Ôi bạn chơi vậy ai chơi, hiếp nó đi ăn, ăn háo. Hiếp nó đi ăn. Không, mình là một con người ăn chay niệm vật mà, người tốt mà, đúng không? Không thể nào mà làm mấy cái điều gọi là hấp diêm được, vớ va vớ vẩn. Đặt cái tên như vậy là không thể chấp nhận được. Đề nghị bạn đổi tên. Bạn đổi tên là Quất nó đi anh. Đấy, nó có lẽ hợp lý hơn nhỉ, đúng không? Quất là sao? Quất là lấy roi của Quất Blitz ấy. Đấy, ở ngoài Bắc người ta gọi. Ôi ôi, hư nhỉ. Hãy xem đây. Chà, lên trời. Chưa kịp lên trời mà bạn ấy đã nằm xuống. Thấy cũng tội nhưng mà thôi, cũng kệ. Chứ mình bây giờ không thể nào rút được nữa rồi. Cố gắng KS nhưng mà bất thành đến từ Toro anh Hảo. Vâng, đi support nhưng mình cứ đòi KS như thế này là không thể chấp nhận được. Rồi Violet bắn rồi. Violet trang phục rất đẹp các bạn. Nữ hoàng phóng hoa đấy, không phải dạng vừa đâu. Từ từ nha, con hàng đâu rồi. Hello. Come on. Có ai đây không? Rồng rắn lên mây gì đấy chứ hả? Ở rừng đâu rồng rắn rồi anh nè. Rừng đâu? Ôi giời, nó ôm trụ thì mình cứ lấy rồng thôi. Có cái gì đâu mà phải căng nhở. Cứ lại phải để cái thằng gọi là support nó gọi là kiểu giống như là nó chỉ đạo tem này thế nào nhở. Ui. Đừng có sợ. Đã có Toro ở đây rồi. Tất cả cút ra, có cấp cứu ở đây. Hãy xem đây, 1, 2, 3. Lên trời, quý nó luôn, bắn nó luôn. Có cấp cứu ở đây mà ngán này con rán nào. Lệnh bài không thần có rồi nè. Đậu xanh bạn đứng xa quá, GDC ơi. Ăn được một mạng rồi nè, Đi đâu, bay nà đi đâu. Trời ơi, đỡ làm sao được. Đấu với cả đầu bò làm sao mà đấu được đúng không? Người ta gọi là xanh như cái bánh xe bò mà. Bây giờ không phải bánh xe bò luôn mà nguyên con bò lên luôn rồi nè. Ấy, con này gọi là con này là con trâu con bò mình không biết, nó cứ gọi là nó con bò đi ha. Vâng, là tài gia tầm bạn xịt rất chuẩn xác, bật thắng cho cuối để mà ăn với con bùi xanh. Con xe luôn gắt cực kỳ. Mình sẽ lên cho nó cái giày hộ vệ nha các bạn, tại vì cái con tướng này nó cái nội tại của nó là miễn nhiễm khống chế mà, vì thế nên không dần dày kiên cường. Nhiều bạn hôm qua mình ăn hồi sáng mình có đọc comment hay là hôm qua nhở, nhưng mà mình có đọc là anh Hảo con tướng nào cũng lên giày kiên cường. Cô ơi đâu, các bạn phải nhìn tùy trận đầu chứ có phải trận nào mình lên kiên cường đâu. Sai quá sai rồi đó. Giày kiên cường là dành cho những cái con tướng mà tem bạn có nhiều choáng, các bạn hiểu không? Ví dụ như là mấy con tướng nó không có miễn nhiễm khống chế, ví dụ như Toro này đó, miễn nhiễm khống chế này đó, lên giày kiên cường làm gì? Lên giày hộ vệ cho nó trâu chứ. Bạn ấy cứ thế không hiểu gì mình gì hết trơn ấy. Nhưng mà không sao, các bạn chỉ cần comment một cái là mình sẽ giải thích từ A đến Z. Giải thích từ A đến Z cho các bạn xem liền. Trời ơi, một con người có tâm mà. Ôi, đông quá. Chết em rồi. Này thì dâu cơ này, đi về. Ủa, bắn thấm phết từ Violet nhở. Cũng được đấy. Bạn ấy cứ gọi là anh buôn đá. Anh Hảo, anh buôn đá. Úi hời hời, anh phê quá. Ôi, bắn kìa. Ôi, bắn không, thích bắn không? Nào vào đây. Mình chơi Toro là mình không có sợ các bạn ạ. Một khi mà đã máu thì mình có chơi theo kiểu gọi là khô máu luôn, chứ mình không có ngán bất cứ con giá nào hết trơn ấy. Tại vì mình là một con tướng đỡ đòn là phải lao vào. Ôi trời, trốn trong bụi lùm kiểu tưởng thế nào, cuối cùng cắm đầu cắm cổ chạy thế nào nhở. Van Heo tem mình cứ lạnh lùng vô cảm ở đường dưới đẩy trụ thôi, sướng như con cá nướng liền. Trong trường hợp này đáng nghe Van Heo tem mình á phải đi xuống đường trên, lên trên đường trên này lấy trụ đường trên nó, đổi lan với cả vị tướng Veret đó là đúng kiểu giống như là quy cách di chuyển. Chứ còn bạn thì vẫn đi đường dưới là hơi sai rồi đấy. Nhưng mà không chạy, không sao. Chuyện đâu còn có đó mà, đúng không? Ô, làm gì đây? Hãy xem ta đây. 1, 2, 3. Lên trời. Hãy da. Chạy đi. Chạy. Nghỉ chơi. Nó đông lắm. Rồi, Veret quéo con cua rồi. Hello. Bạn lại cứ thế, cứ lao vào mình làm gì? Ôi, con chim. Chim này là chim thực dạng chim khổng lồ đấy các bạn ạ. Nó theo mình đến tận đầu đến cuối đuôi luôn. Khi nào nó chạm được vào người mình thì thôi. Rồi xong, Van Heo bị quéo con cua rồi. Đừng có lo, đừng có sợ, đã có mình ở đây rồi. Hãy xem ta đây. Ôi, chết quéo con cua này, chết sớm thế. Xịt rất Sida đến từ vị tướng Nata. Này thì Natalia này hút cho một cái này. Yeah, hư nha. Hai mạng ngọt sớt các bạn ạ. Đấy, support mà cứ chơi như thế này thì ai nói gì được đúng không? Ai mà dám chửi đúng không? Trời ơi.
nhiều bạn đi support chẳng có tâm gì hết trơn ý. Đi support kiểu giống như đi nhong nhong chơi ý. Chơi mà không hỗ trợ đồng đội, không có cứu đồng đội gì hết trơn ý. Các bạn thấy mình không? Trời ơi, luôn luôn sẵn sàng gọi là có mặt mọi lúc mọi nơi, mỗi khi đồng đội gặp nguy hiểm. Đấy, các bạn thấy không? Đồng đội ta mình có ai dám nói gì mình đâu. Hơi bị hay đấy. Trời ơi, mình đi support thôi chứ mình mà đi support một cái là đảm bảo không khen không tính tiền. Tất cả cút ra, hãy xem ta đây, KS roi mồm. Đậu xe cái đó, đó chỉ là mình nói thôi, chứ KS được hay không thì mình không biết. Càng thế. Ghê chưa? Bây giờ là uốn ca sa luôn còn được cái này. Rồng rắn các thứ ca sa, ca siếc thì bây giờ là mình thích là mình xào, mình là, bạn nào mà bay vào là mình nhích này. Đúng không mọi người? Bây giờ mình nên cho nó cái sáng phép nha. Kháng phép nha các bạn. Thôi ăn rồng đi. Ca sa không ăn thì ăn rồng. Úi giời, anh buôn đá à. Anh buôn đá, nhà anh có nhiều con cá. Úi giời, nhìn anh là em thích quá. Hãy xem ta đây. Cấp cứu có này này, lệnh bài phong thần có này. Ôi Viu Đét ơi, cảm ơn mình một câu đi bạn. Trời cấp cứu lệnh bài. Úi giời ơi, thế này thì em bạn lại rơi răng văng một đống rồi. Làm sao mà đỡ được? Cái gì vậy? Úi cho lòi phèo bây giờ. Bạn lại cứ thế. Đừng có thấy mình hiền mà bắt nạt nha. Một khi mà đã máu thì đừng hỏi ố cháu là ai nhá. Các bạn thấy không? Mình chơi về vị tướng support không? Trời, đồng đội nó chỉ có gọi là khen hết lời thôi chứ không có ai mà dám chê, dám chửi gì hết trơn á. Đúng không mọi người? Đây các bạn biết sao không? Tại vì mình chơi support quá hay. Chơi support cực kỳ hay luôn. Hảo L có định mệnh. What the hell? Định mệnh sao lại chửi người ta vậy? Người ta dễ thương đẹp trai, khoai to thế này mà dám chửi hả? Lấy khoai đập vào mặt cho bây giờ đây này. Ủa chàng bạn đông quá. Ủa ơi. Thôi bỏ đi, đừng có ăn thần nữa, bỏ đi. Rồi, này thì Văn Heo chửi này. Thanh niên Văn Heo tưởng thắng rồi, bắt đầu kiểu giống như là chửi các bạn. Tưởng là thắng rồi. Mày cố tìm để cho nó chết đó. Không cứu đâu. Bây giờ mình mới sỉ nhục nó này. Ăn đi 1, 2. Giời, bãi cà lều. Tưởng thế nào, gáy to tí. 1, 2. Rồi con gà, con gà bắn nhau này. Thế mà cứ tưởng mình xanh lắm. Mất luôn con rồng kìa, mất con thần kìa, đậu xanh này nói chứ. Và đấy như ta mình không có Violet hay sao ấy. Kêu tập trung ăn thần mà tụi Willow không chịu đâu. Ngay cứ đi lẻ kiểu này, tí nữa là chết quéo con cua nó, đừng có khóc nha. Cái gì? Mày bỏ anh nhá. Căn vậy? Wow, không ngờ có người già hơn mình chơi Liên Quân nữa trời. Ghê vậy, xưng anh luôn hả? Chết tôi rồi. Nhiều bạn gọi là lớn tuổi hơn mình chơi Liên Quân cũng có chứ, đúng không? Mà bạn này bạn ấy già hơn mình luôn hả? Ghê ta. Ôi giời ơi. Hãy à, chạy đi, nghỉ chơi bên đây. Rồi, tất cả cút ra, hãy xem ta đây, cấp cứu cho nè, quýnh nó, hư nè, hút vào mông, đá vào má, sút vào người nó, đi đâu, con sâu này, 4-0 các bạn ạ. Ai mà xanh thế, đó chính là từ rơ, xanh như cái bánh xe bò, đúng không? Đúng rồi, chính là từ rơ đẹp trai. Các bạn thấy mình xanh không? Quét xanh quá nguy hiểm, nhở, hợp lý không? Hợp lý. Các bạn đang xem clip của mình vui lòng cho mình xin một like và đăng ký kênh nha. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình đấy. Để cho mình lên top 100 coi kênh YouTube lớn nhất Việt Nam có nào. Ôi 120 từ cái thời nào, từ 10 năm trước bây giờ vẫn thế. Chán như có gian, đợi chờ là hạnh phúc mà đợi mãi chả thấy hạnh phúc miếng nào. Toàn thế, ôi trời ơi, có lệnh bài phong thần mà. Bạn đừng có lo, eo tem bạn đông quá. Ôi giời ơi, chết tôi rồi, thôi xong đời rồi, em sai rồi, đậu xanh. Cứu vị tướng gọi là Crisi cuối cùng mình bỏ mạng luôn các bạn ơi. Chua nhờ, chua quá chưa luôn. Tại mình toàn đi lẻ thôi, mấy bạn này ảo tưởng sức mạnh quá. Tại Văn Heo đó, mới gọi là xanh một cái là gáy to, Violet nó ghét. Nó không thèm đi chung nữa. Sau bỏ cái tật gáy nha. Lớn rồi. Chơi game mà gáy to quá. Đúng không? Trong khi đó là đã thắng được đâu. Mới chỉ có mặn một tí thôi mà đã gáy rồi. Ôi giời, vỡ mồm. Ôi giời ơi. Rồi, đừng lo, đã có anh Hảo đây rồi.
tất cả Cucuza, Joker và chiêu cuối lao vào bắn Violet rất gắt luôn. Mình có chiêu cuối rồi mình sẽ lao thẳng vào chân địch luôn, mình vã cho chết hết luôn nè. Uầy, trời ơi, có lại bài phong thần, đâu có sách bật lại bài phong thần không được vậy. Ô, cấp cứu nè. Ui, mém chết các bạn ạ. May quá mình bật nhanh, không phải tí là teo các bạn ơi. Sút nó luôn đâu. Ui, Natalia nó xịt kìa. Chua nhờ, cái chiêu 2 của nó thốn phết các bạn ạ. Mặc dù mình có lên kháng phép rồi đấy nhưng mà vẫn thấm, thấm cực thấm luôn. Có huân chương tròn rồi đấy nhưng mà thấm quá, thôi đi về. Về lấy máu, bây giờ mình sẽ lên cho nó một cái món khiên thất truyền nha các bạn. Tại vì giảm tốc độ đánh của con Hayate này, con Gucrot lại này. Chứ bọn nó đánh như vậy, nó đánh chém người như chém chuối đấy, khó chơi lắm. Rồi ok con dê. Chở nhau đi các bạn, chở nhau gắt vào. Ốc. Thấy chưa, ôi AD bị Chrissy nó chửi ốc kìa. Không phải lúc đầu á, nó đầu xanh xanh, cái đầu gáy. Đúng là coi thường người khác quen. Đúng không mọi người? này thì hổ báo lên trời nè. Úi giời, bay con nhà bà Na nè. Xanh xanh được tí này, gáy này, quen thân quen thói này. Lại cứ tưởng đánh hay lắm, ai ngờ đánh như cái gì mà cứ tưởng mình đánh hay. Úi giời, có anh Hảo gánh đấy, support gánh tiền đấy, không phải dạng vừa đâu. Không phải công nhận, nhưng mà trận này Chrissy team mình đánh hay các bạn ạ. Có mỗi Chrissy đánh hay thôi, với cả Toro đánh hay thôi. Còn đâu Van Heo đánh tệ lắm, tệ nhưng mà gáy to, chán mấy thanh niên. Tà thần này mấy má, có biết ăn tà thần không? Hay là bây giờ còn đi lẻ nữa, nhất là cái bà Violet kìa, đi rừng mà ảo tưởng sức mạnh nó vừa thì chứ lớn rồi. Hay cứ tưởng thắng một tí cái là nhây. Không phải, nếu mà các bạn nhây thì xuống anh Bạch Kim mà nhây thua thôi. Trời ơi, tinh anh một rồi còn nhây. Ôi trời ơi, này thì hồ bạc, hãy xem ta đây. Trời ơi, chà, 1, 2, 3. Lên trời cả đám luôn, quánh cho quế con cua luôn. Mày hả bưởi, đứng lại, Natalia đứng lại. Chạy đâu con sâu này, chạy đi đâu con sâu này. Làm sao, rồi win rồi anh em ơi. Win rồi, cỡ nào mà chẳng win, team mình. Một bầy AD nó bắn như thế này, chịu sao nổi. Đã vậy còn có mình nữa chứ, Bet Toro nữa chứ. Kẻ địch đầu hàng luôn rồi kìa. Ghê chưa, các bạn thấy ghê chưa? Bình thường thôi. Các bạn đang xem clip của mình, đăng ký kênh cho giúp mình với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đăng ký kênh để không biết thì mình sẽ cố gắng thôi, chứ mà các bạn không ủng hộ mình thì mình cũng chịu thôi. Mình phải chấp nhận rồi chứ biết làm sao được bây giờ. Rồi, trận đấu về vị tướng Toro làm clip theo yêu cầu của một số bạn thì đã thành công rồi đó. Đăng chuỗi tháng 6 nha các bạn. Và điều đặc biệt thì mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ cùng mình. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ. Ủa, có đi xin nhảy đẹp thế. Ui da. Phê. Nhảy cái đó là mình cảm thấy phê đó. Trời, cảm thấy nóng người đó. Được, xuất si, duyệt, 5 điểm. Cái gì kỳ ấy trời. Mình thua có đi xin có 1 điểm kìa các bạn. Trời, đáng lẽ mình vào MVP mới đúng, đúng không? Ở support mà MVP mới đúng không? Khó chịu quá trời luôn. Hiếp nó đi anh. Không bao giờ hiếp đâu. Ủa, gái với trai, không biết là trai hay gái đây trời. Chắc là gái đúng không? Đặt cái tên hiếp nó đi ăn mà. Anh Hảo, hiếp nó đi ăn. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng ký kênh đi các bạn ơi. Đăng ký kênh đi nhá.